Nhưng chào cả nhà nha, chị mới vô, chị mới thấy em bỏ cái comment của cái thằng phản động Kiên Giang lên nữa hả? Bỏ Được cái rồi, thằng nhóc được này rồi, á, sư cũ. thằng cái thằng nhóc này á, nó bám theo chị hả, từ từ 3 năm luôn rồi đó mà hả, chị lóc nó rồi hả, chị vạch trần cái bản mặt phản động của nó hay đưa tin giả nè, nó hay đưa tin nó hả, qua nay dư luận xã hội Việt Nam nè, rồi á hả, năm ngoái chị dớt chị đưa lên cho mọi người coi để mà hả an ninh mạng giao cuộc, cái nó lật đật nó đổi cái avatar, rồi bây giờ nó trở lại cái avatar đó nữa, nó mà đặt đá đểu chị An Nhiên có hình hay không. Ủa mày mày định Không xin phải cái có hình, hình nó của hỏi chị An Nhiên có kinh hay không. trời ơi, chị đâu có phải là nghèo túng giống như nó để mà hả lên trên mạng mà nó sai sự thật về Việt Nam để mà kiếm vài ba đồng tiền lẻ tiền cắt đâu hả, Ủa nó có thiện hả cái chị? thời gian thì nó lên trên này, em nghĩ coi, nó lên nó tham gia mạng xã hội, nó sống ở Việt Nam, nó tham gia mạng xã hội mà hả, nó ăn nói vô pháp vô thiên, nó đưa ra những cái tin giả hoang mang dư luận để làm chi, để mấy mấy người bên này nhé, nhỏ giọt cho nó vài ba đồng để nó xài thôi chứ làm gì. Những đứa mà có cái suy nghĩ tiêu cực đó thì toàn là những đứa bất tài vô dụng mà lười biếng lao động đó, lười biếng lao động thì nó hay nghĩ tới những cái mà tiêu cực trong xã hội, và nó hay cảm thấy là người ta, nó hay muốn có cái tư tưởng ăn xin từ chính phủ, ăn xin từ người khác cho mình, nó không muốn lao động kiếm tiền, nó không muốn vậy, nó muốn ngồi một chỗ có tiền, cho nên là lúc nào nó cũng mong muốn Việt Nam á phải chính phủ Việt Nam á phải 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 cho quay phe giống như ở bên Mỹ, nhưng mà bên Mỹ muốn ăn quay phe phải đi làm, phải đóng đóng thuế cho Mỹ bao nhiêu năm đó thì mới được hưởng những cái đồng tiền đó, còn không có đi làm đóng thuế cho Mỹ thì làm gì được cái hưởng những cái đồng tiền đó hả, cái thằng bất tài vô dụng Kiên Giang, cái thằng Nhưng mà phản động. theo 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 em thấy bên Mỹ welfare cũng mấy đồng mặt cắt ăn đâu đâu có no đâu chị. Thì giờ chị hỏi em, một tháng nó cho 400-500 đô, trong khi một tháng em chi phí 2.000 mấy 3.000 là giá chót, thì 400-500 đô đó thì làm sao em đủ sống được, đúng Thì không, đương mình nhiên. phải đi làm mình kiếm tiền, mình phải, đâu phải là em suốt ngày em chỉ mong 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 mỏi là trong trong cái tô mì gói nó có một cái trứng là mãn nguyện, đúng không, rồi rồi khi mà em thèm thêm miếng thịt bò nữa mà em không có tiền em mua thì sao, không lẽ cả cuộc đời là chỉ mong mỏi là một tô mì gói dành cái trứng thôi hả, đúng không. Cuộc đời mình muốn có được miếng thịt bò thì mình phải đi làm để mình có thêm tiền, thì mình dùng số tiền đó mình mới mua được thêm một miếng thịt bò và thêm một ít rau để mình bỏ vô trong cái tô mì của mình cho nó thêm hương vị, nó ăn nó đỡ ngán, nó làm sao nó hiểu được những câu nãy giờ chị với em nói. Nó chỉ muốn được xin xỏ những đồng tiền gọi là hả, người ta bố thí thôi, những Nghe đồng tiền người quen ta cho người bố quen thí xin xỏ quen quen nha. nó lên trên mạng bao nhiêu năm nay rồi, 3 năm nay rồi, nó đi vô trong đấu trường Tân Thái Minh Trương, nó cũng réo tao chị để mà tố giác chị, nó đi vô Ủa trong những cái diễn đàn của những người mà đấu tố cá nhân ủa hai chị, hai nó hai cái cũng ông hả hai hai cái ông Thân Thái với bên Đại Trường bày cũng đặt còn chơi hả, YouTube ghi những câu rất mất dạy con này, cũng còn sống đó, lâu lâu cũng còn hả? lên cũng sủa Nói như vậy chung mà đó. thằng đó nó bận bựa mà nó dốt nát mà tri thức nó không có, chị chấp nó làm chi, kệ nó đi, coi như nó là sinh vật phù du trên đời, mình bơ qua trên bơ trong cuộc sống mình thôi, bình luận nó để cho có vậy thôi. Nhưng mà chị nói trở lại vấn đề thì thật ra chị thấy cái cô gái kia có những cái phát ngôn thì chị cảm thấy cô ta thiếu kiến thức về Việt Nam nhiều quá, cho nên là chị cũng dự định là sẽ đem những cái bằng chứng thiết thực và chị lên trên mở live chị sẽ nói, nhưng mà bây giờ thì chị nghe cái nguồn tin em đưa là cái cô đó cũng mới bị bệnh Covid, vậy thì chúng ta cũng nên xử lý theo cái tính nhân văn nhân bản của người Việt Nam mình, chị cũng không có muốn mà tiếp tục để mà làm cho cô ta có những cái sự stress, tại vì chị cũng là người đã đang bị bệnh, cho nên là chị hiểu khi mà mình bị bệnh mình mệt mỏi rồi mà có một người nào đó có những cái đem đến cho mình cái sự phiền á, thì cái tinh thần của mình nó sẽ đi xuống dữ lắm, nên là thời gian qua thì chị cũng không có còn nghĩ tới những cái chuyện mà phiền toái nữa, chị Đúng ngồi trên rồi. diễn đàn của
nhưng Người mà nhưng trong mà trong diễn đàn nhưng này mà chị nhưng thấy mà ở là chiều ngược lại á, thì em thấy là cái bạn đó đó, bạn nói chuyện chính trị không có hay, tại vì bạn nói chuyện chính trị nó yếu quá. Tức đúng là bạn rồi. thích thì bạn nói thôi à, chứ chính trị nó đâu phải là cái mình thích, là mình nói đó. Mà theo em thấy đó, bạn nên chia sẻ những cái gì về Covid đó, nó giúp người nhiều hơn, nó giúp người Đúng nhiều hơn đúng đó. Người ta rồi. đang, ví dụ như bây giờ các bạn trẻ Việt Nam tao hoang mang nè, ủa bị Covid nằm về bệnh viện cho nhiều, cái gì bảo hiểm cho nhiều, rồi mình trả nhiều rồi như thế nào, đó là thực tế. Nhưng mà chia sẻ phải chia sẻ khách quan nha, chia sẻ đúng sự thật nha, chứ đừng mà chia sẻ theo cái chiều hướng mà bài vở viết sẵn xong xuôi lên chia sẻ nha cô gái. Đúng không? Cô gái Ôi phải chia sẻ những cái gì bây trải giờ qua em thiết thực. thấy người người yêu nước ở bên Mỹ nhóc, nên giờ chia sẻ không đúng người ta nói thôi chứ có gì đâu. Thì đó, nhưng mà ý chị nói là nếu như mà muốn muốn làm một cái việc gì đó có hữu ích cho xã hội, cho bản thân mình và nhất là cho những đứa con thân yêu của mình, thì mình nên chia sẻ những cái khách quan để đem đến những cái phước đức cho con của mình nữa đó, chứ đừng mà chia sẻ theo cái gọi là cái tờ báo cái tờ A4 mà họ đã viết sẵn, đúng không? Nếu như mà chia sẻ theo cái đó thì bạn lại lại tiếp tục dấn sâu vào cái con đường tội lỗi, đúng không? Mà nó sẽ không có hồi kết cho bản thân của mình. Mà cái con đường mà sau này mình muốn về lại quê hương đất nước để mà chia để mà mình nói cho con cháu của mình nơi đất mẹ của mình như thế nào thì nó rất là khó đó. À, bạn bạn đi Đô Nguyễn, bạn chăn bò, ô lộn lộn, bạn chăn trâu, thì bạn có cái quan điểm như vậy: chị gái đó hình như lợi dụng Duy để xuyên tạc rằng nước Mỹ thương Việt Nam cho vaccine free. Cái câu này dễ lắm các bạn, cái câu này phản đam rất là dễ. Trên đời không ai cho ai free một cái gì cả nha. Bạn có tin là Mỹ nó cho Việt Nam free không hả? Nếu mà nó cho, nó không đổi lại được cái gì, tại sao nó cho Việt Nam chi? Vậy tao cho thằng khác đi, đúng Chính không? xác. Tao đem qua châu Phi tao cho đi. Thằng châu Phi nó dụ như châu Phi, mình cho thằng châu Phi mà châu Phi nó đổi lại mình ngà voi hay gì đó cho chứ. Còn đằng này bạn có tin rằng cho cái mấy cái nước nó cho Việt Nam free không hả? Không bao giờ có cái gì phi cả. Chữ free đó đó thì nghe nó non non sao nghe. Nên mà nếu mà mình đem cái chữ free đó mình ra nói là nói chính trị á, thì cái trình của nó hơi thấp thấp sao đó các bạn. Tại vì trong cái cuộc mua bán không có ai mà chịu lỗ cả, đúng không? Thương trường kinh doanh mua bán không ai chịu lỗ cả đó. Cho nên là bản thân của Mỹ thì các bạn cũng biết được là bây giờ cũng đang nợ công của thế giới cũng không gọi là ít nha. Sau cái dịch Covid thì cái nợ công của Mỹ cũng gia tăng nhiều lắm đó, tại bốn vì bốn bốn năm ngàn đô chứ nhiêu tỷ đô, 4-5 ngàn tỷ đô, 4-5 nghìn tỷ đô, 4-5 nghìn tỷ đô tăng đó, thêm á. thì chị nói là cái nợ công của Mỹ nó không có mà giảm mà nó chỉ tăng nữa, cho nên là nói mà free á, thì nếu như nó free như vậy thì nó sẽ bị lũng đoạn kinh tế của nó làm sao, cho nên là bánh ít cho đi thì bánh quy sẽ trở lại Chính đó, xác. nó phải có cái này và có cái kia đó. Cả 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 cái bản thân của nó cho ai một cái gì thì nó phải lấy lại lợi nhuận có thể gấp 10 lần ở nhau các anh chị, chứ không phải là gấp hai thì hơi bị ít. Mỹ mà các anh chị một cường quốc thế giới, đúng không? Đầu óc tính toán rất là nhiều, các anh chị có thấy là nó cho những người dân của nó đó là những cái khoản tiền welfare, nhưng trước đó là nó đã lấy cái tiền thuế bao nhiêu rồi. Là cái sự tính toán của nó mà rất là tinh vi, mà người nào mà chỉ là có tư tưởng ăn xin, tư tưởng mà được rót nhỏ giọt cảm thấy vậy, appreciate, chân thành cảm ơn mày, thì cái đó là cái sai. Tại vì họ quên rằng là những khoản tiền đó là khoản tiền bỏ ống heo của họ, bỏ 10 phần mà họ chỉ lấy được 0.1 phần đó. Họ chỉ lấy được 0.1 phần nhưng mà họ lại happy một cách rất là tội nghiệp đó. Đừng có nói là Mỹ cho free nha, không có free, trên đời này không có gì Free khỉ free gì? hết. Em nghĩ coi đó, giống như là bây giờ chị nói là giống như là nó ra cái cuộc sống của những người dân sống tại nước Mỹ là sẽ có được nhà, nó tạo điều kiện cho có nhà có xe, đúng không? Mà mấy người ở Việt Nam á, mấy người mà dạng mà suy nghĩ nông cạn sẽ ít tiếp cận tin tức á, thì họ nghĩ là qua Mỹ sẽ được nhà lầu xe hơi. Nhưng mà nhà lầu xe hơi thì như thế nào?
đánh đổi cả 30 năm tuổi thanh xuân để mà trả được cái căn nhà, và sau khi trả được căn nhà rồi là đánh đổi luôn cả cuộc đời để mà trả cái tiền thuế nữa đó. Nếu như bạn nghỉ một ngày, nghỉ một tuần, 2 tuần đi làm, bạn sẽ hụt tất cả mọi thứ đó. Vậy thì có free không các anh chị? Không có free, mà nó lại được, nó bắt buộc tiền người thuế, dân phải đi làm, nó nó bắt được buộc tiền người dân thuế, nó được tiền phải đi thuế, thuế. nó được tiền thuế, và ngân hàng có được thêm thu nhập thì nó đổi lại cho người dân cái ở trọ, nhưng mà giờ trọ trong ngôi nhà của mình. Đúng rồi, em nghĩ coi thử là bắt buộc tất cả các cá thể đều phải đi làm. Du phải đi làm thì Du mới có được cái đó, còn Du không đi làm, Du ở nhà là Du có chỉ có là kết quả là nằm ngủ ở ngoài những cái bậc hiên hiên nhà ở trong cái shopping center đó. Là Nhưng nằm mà nằm nằm ngủ dưới mấy cầu đó vượt đó có ở những cái Highway trường hợp em thấy trong những cái shopping center đó, buổi tối á, là homeless nó nằm ngủ, nhưng mà cảnh sát không cho ngủ nó ngang cân, cảnh sát nó thấy nó cũng hốt đi luôn đó. Tôi đừng có nói là nhân đạo, đừng có nói ấy, nó trời đem về ơi. nhà nó cho ngủ, mà nhà nó quản thúc cái chỗ cho người vô gia cư á, nó sẽ quản thúc ở đó. Ở trong cái chỗ mà vô gia cư á, thì em biết rồi, thành phần tạp nham á, nó ở trong đó. Nói chung là phụ nữ vô đó ở thì cơ may bị hiếp dâm tập thể là cũng có, mà đàn Ôi, nói ông vô chung là đó ở thì nói chung nhiều là nhiều tùm nhiều lum hết khi ta thích sao chị? đó. Chị nói là đừng có nói là free, ở trên đây này không có cái gì cho các bạn free cả. Những đồ free là những đồ sắp khách hàng, giống như ở Mỹ khi mà những cái mà nó bán phân nửa giá hoặc là nó giảm 70-80% là em để ý coi, cái miếng thịt bò mở lên một cái là nó sẽ đen thui ở dưới, là nó sắp hết hạn rồi đó. Chị bình thường. Không có cái gì free cả đâu. Nhưng mà cái tư tưởng mà kêu là nó cho vaccine cho Việt Nam 2 triệu liều vaccine kia free, không có đâu, đổ lại Việt Nam phải có những cái gì đó lợi nhuận cho nó nha. Đừng có nghĩ cái đừng đừng có cái suy nghĩ đó nha các bạn. Việt Nam mình cũng có đi có quay có lại rồi mà. Việt Nam mình cũng cũng đã cho ở bên nước Mỹ trong thời gian mà mới phát bệnh đó, cũng đã gửi qua xuất khẩu qua Mỹ khẩu trang, thì cũng đã làm được những cái việc nghĩa cử đẹp đó chứ bộ, đâu phải không có đâu. Tại sao các bạn không ghi nhận mà các bạn cứ thấy là Mỹ cho rồi các bạn bắt Việt Nam phải nhận cái ông, phải ghi tạc cái ông Huệ đó, rồi các bạn lại không không nghĩ tới cái ông Huệ Việt Nam cho, đúng không? Các bạn có cảm thấy các bạn quá là đối xử tệ với lại Việt Nam không, mà các Cái bạn đó là kêu ngoại Việt Nam giao là thôi. quê Ngoại giao thôi. hương. Các bạn tự xưng Việt Nam là quê hương của các bạn, rồi các bạn lại có cái suy nghĩ xấu xa như vậy thì bạn đâu có xứng đáng 2 chữ quê hương đó. Quê hương á, xem Việt Nam như là quê hương thì như An Nhiên nè đó. Mẹ mẹ có nghèo thì mẹ cũng là mẹ của An Nhiên, đúng không đó. Việt Nam có như thế nào thì Việt Nam cũng là quê hương của mình, đúng không? Tất cả mọi thứ ở Việt Nam mình đều nhớ tới hết. Các bạn thương yêu Việt Nam, các bạn làm xây dựng cái kinh tế của mình ở Mỹ đây, giống như tôi nè, không, ngày xưa qua Mỹ làm thế nào nghèo khổ, có khi 1 đồng chị không có, có khi đó chị nói ngày xưa lúc mà chị nghèo khổ nha, em biết không, có ngày á, điện thoại cắt luôn, cắt điện thoại Ủa không có một cái gì luôn, lúc đó chị khổ chị ăn mì gói đồ luôn đó. Nhưng mà bản thân chị lòng tự trọng tự tôn dân tộc lúc nào cũng hàng đầu, không bao giờ mở miệng mượn ai tiền, và mình đi làm mình làm từ sức lao động của mình, khách nó cho mình tiền đó, mình làm có tâm, khách nó cho mình tiền, mình dùng số tiền đó mình sử dụng trong cái ngày đó của mình và nó hợp tình hợp lý. Và cho đến ngày hôm nay chị đã có tất cả trong tay thì chị cảm thấy là rất là tự hào về bản thân của mình sống tại nước Mỹ và mình đem những cái gì đẹp của Việt Nam mình kể cho người Mỹ nghe, rồi mình kiếm tiền mình đi về lại quê hương Việt Nam, mình thăm gia đình người thân đó, mình xài tiền ở trên quê hương mình. Các bạn kêu là bà An Nhiên chưa từng đóng cái gì cho quê hương, chưa 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 đóng thuế mà nghĩ tới cái con đường mai mốt về Việt Nam mà hưởng thụ. Ủa, mai mốt chị về Việt Nam thấy hưởng thụ chị đâu cũng được đâu có điều cần rồi, tiền chính phủ đâu, đúng không Duy? Chị đang cũng đóng đem thế tiền ai, của chị về không thấy ai, chứ. chị đang nói là đóng thế cho Mỹ hay đóng thế cho Việt Họ Nam nói là chị cho Việt Nam, mấy người nói là thì mai mốt chị về đây chưa có nha, đóng xài là cái đóng gì thế cho đó, Việt Nam cái đó nó không đúng, câu đó là không đó. đúng, tôi đâu ở Việt Nam đâu mà tôi đóng thuế Việt Nam, đúng không? Chị đang Đúng bên Mỹ rồi, mốt rồi, chị về đây rồi chị sống, chị sinh hoạt rồi chị cầm tiền chị tiêu xài thì cái đó là chị đóng thuế đó. đúng
đó thì bởi vậy chị mới nói là những người đó nói chị là bâng bô quá đáng, cái đó không không chứ không không còn đúng. những cái nguồn tiền, những nguồn tiền mà chị đi từ thiện nó cũng là cho Việt Nam thôi, tiền túi của chị mà, chị đâu có kêu đợt kêu quyên góp ở đâu đâu, Chưa chị bây đâu giờ có chưa lên bây giờ like chị quyên góp tiền vô cho An Nhiên đi từ thiện gì đâu, tiền túi mình chơi thôi. chưa bây giờ chị có cái quyên góp đó, tại vì cái nhóm của chị là bốn bốn đứa bạn của chị là từ thuở còn hàng vi là đã có cái suy nghĩ lớn lên mà làm có tiền rồi mình sẽ san sẻ cho người nghèo rồi, cho nên là một năm là có ba đợt là bốn nhóm nhóm người bốn người bạn của chị là làm cái công việc đó và rất là hoan hỷ, nhưng mình cũng không có kêu gọi ai cả. Và đôi khi chị thì lại thích đọc báo và thấy những mảnh đời bất hạnh thì chị tin tưởng một người nào đó chị sẽ gửi và chị mong người đó gieo duyên cho người đó luôn. Chị đã từng làm công việc này ở trên mạng rồi đó, thì gieo duyên cho một cái em trai đó và em trai đó cảm thấy cuộc đời của em trai đó rất là ý nghĩa và bây giờ em trai đó sống càng lúc càng tốt hơn và lâu lâu cũng vào hỏi thăm chị đó, cũng là quen trên mạng đó. Thì đây đây là những cái điều mà mình cảm thấy mình sống cái cuộc sống của mình nó đầy ý nghĩa và mình cảm thấy mình không có gì hổ thẹn hết, cảm thấy cuộc sống mình nó happy life. Nên là hôm nay em trả lời em nói là em cũng không có muốn nhắc tới cái cô gái đó nữa, thì để cho cô ta có một cái con đường gọi là quay đầu. Thì chị cũng vậy, chị cũng thu 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 thập nhiều tư liệu rồi đó chứ, chị định là chưa chưa mai giờ Việt Nam thì chị cũng sẽ mở live và chị sẽ nói, nhưng mà Thì vừa hay tin nói bị tóm bệnh lại nhân á, không. thì em nghĩ rằng thì em muốn vậy thôi, nhưng mà em nghĩ là những cái tư liệu của chị sẽ có cơ hội xài đó. Chị giữ lại chứ, chị còn xài chứ, tại vì chị biết là cái cô này cũng ngoan cố lắm, mình nói thì nói vậy thôi chứ bảo đảm cô gái này sẽ sồm sồm tiếp tục, sẽ lầm lộn tiếp tục đó. Thì chị cũng cho thời hạn đó một tuần lễ, nếu sau trong một tuần lễ đó vẫn có những cái live xuyên suốt nói sai về đất nước Việt Nam thì những tư liệu chị đang dùng chị sẽ sử dụng tới nó, tại vì bản thân em chị cũng chỉ đang bệnh dị sợ em chỉ sợ là trong tuần đó không có nói về đất nước Việt Nam nữa, mà chuyển qua nói về em chứ, ứng. mà nói mới Thì ghê, trước mắt em sợ lắm. bảo đảm với em là gái mà nó theo em thì em biết rồi, nó theo dai dẳng dữ lắm, nên là em cứ chuẩn bị tinh thần tâm lý ăn ngủ rồi cho nó yên ổn đi, chứ thức dậy mà cứ thấy hình ảnh cô đó hoài bảo đảm em bị ám ảnh đó Xì đi. chị chơi mà lúc người ta ngủ, Ngày lúc người ta đang ngủ mở like nói xấu hết xì. qua lúc đó là ở Việt Nam chắc khoảng chừng cô ta like khoảng chừng 3 4 giờ sáng Việt Nam luôn đó. Nó chơi vậy không á, hết xì chết luôn vậy. Thế mà nhây nhây hơn Thùy Dương hả? Nhưng mà chị thấy Thùy Dương nó phản động nhưng mà nó chịu khó tìm tòi, nó chịu khó tìm tòi, tuy là nó xuyên tạc rất là nhiều nhưng mà cái kiểu cách nói chuyện của nó lấn áp em dữ lắm luôn, em nhớ không? Em nhớ em đi bay với nó lấn áp em kinh luôn đúng không? Nhưng mà em rất là Nhường thôi, nhường thôi, tỉnh. coi thường em quá vậy. Không phải, thì ý chị nói là em rất là tỉnh, em ngồi em lắng nghe, em đợi nó nói hết cái phần của nó xong xuôi rồi bắt đầu là em mới phản biện. Không thì có nghĩa là cái cô Thùy Dương này cổ cũng chịu tìm tòi tư liệu này nọ, nhưng mà những tư liệu của cô ta có là toàn là những tư liệu xuyên tạc và Cũ đã mà, tư liệu cũ không à, tư liệu thì đó của các cụ 46 năm về trước không à. thì đó thì bởi vậy chị mới nói là cái cô gái gì Future Ru gì đó hả, em nói em gọi là cái Đi gì? đi chiều rùa, chị mới đọc chữ rùa mà không rùa. Ri chiều ru, cái cô gái đó đó thì chị nghĩ á, là sau này có chia sẻ về dịch Covid á, thì đừng có giống như cái cô bé Thùy Dương kia, lại dùng những cái tư liệu dặm mắm thêm muối và bớt đi bột ngọt đó, thì làm cho cái hương vị của nó không có được ngon lắm đúng không? Là mình cứ chia sẻ thì mình phải chia sẻ thật tâm cái món ăn của mình để cho nó hữu hiệu và ngon hơn đúng không? Thì lúc đó mình mới kiếm tiền được để làm gì, để nuôi con. Bạn tham gia cái quá trình này để làm gì, để bạn mong kiếm tiền đúng không? Mà mục đích của bạn là vì ba đứa con thân yêu của bạn đúng không cô gái, thì mục đích của bạn là sống vì ba đứa con thân yêu của mình thì mình nên kiếm tiền cho nó một một cách hợp pháp hơn đúng không, thì sau này bạn sẽ có những cái bước tiến, Nói tại chung vì không có
nếu mà xét theo luật pháp Mỹ á, thì không cũng không có gì gọi là phi pháp hết, nhưng mà ở đây là hợp tình chị, hợp Ừ, tình hợp ha, tình hợp đó. tình hợp Ừ, lý hợp ha. tình. Nhưng mà hình như là cái cô này mới tham gia vào cái lĩnh vực này một thời gian ngắn này thôi, chứ trước kia chắc cũng đâu, cũng chỉ nói về xã hội Mỹ thôi mà, về xã hội bình Anh thường biết thôi. Cho nên đâu có theo dõi là cảm cảm thấy rất là tiếc, cảm thấy rất là tiếc, tại vì đang cái cuộc sống rất là yên ổn với ba đứa con nữa, dễ thương lắm, mấy bé nhìn dễ thương chứ, chị nhìn thấy rất là dễ thương. Mà cô này cũng chỉnh chu lắm nha, download cái app về để mà lên mạng rồi chỉnh chu hình ảnh cưng lắm ừ. á, là một con người cũng gọi là có khiếu thẩm mỹ, chỉnh chu tất cả mọi thứ. Thì mình sống cho con mình nó vì cái cuộc sống của mình trước đi bạn, tại vì nếu như bạn xảy ra bất cứ cái gì, bảo đảm mấy ông bà kia không có cho bạn cái gì đâu. Bây giờ mấy ổng còn xin tiền quay phe nữa, tiền đâu mà quyên góp tiền cho bạn, đúng không? Bạn phí phạm thời gian của bạn, bạn không có kiếm được tiền. Khi bạn xảy ra chuyện, bảo đảm đất Mỹ này, trên đất nước Mỹ này, bạn xảy ra chuyện bạn mượn ai tiền đó, hơi bị khó nha. Ở Mỹ này, chị kể em nghe, ở Mỹ này nó có một cái store là cho vay nặng lãi, rất là nặng Bả lãi nha. vậy, bả vậy. 100% tiền lời. Em biết 100% tiền lời là, ví dụ như nó cho mượn cho cái người đó dạng túng thiếu, nó biết người đó rất là túng thiếu, nó không cần điểm tín dụng đâu, nhưng mà Không, nếu nó mà biết có tín dụng ta cứ băng ta bay rồi ai bay vậy ngoài. đó, thì cái người nó biết được là người đó phải sao kê tài sản trong gia đình, trong gia đình có tivi, đầu máy laptop hay là gì đó sao kê vô, và nó sẽ đến đó kiểm tra, ok có những cái đó không, rồi nó cho mượn, em biết không, 2.000 đô phải trả thành 4.000 đô, ghê vậy đó. Chứ đừng nói là nước Mỹ nhân đạo nha, đừng có nói là người Mỹ không có cái vụ cho vay nặng lãi nha, nặng lãi lắm, 2.000 đô là trả thành 4.000 đô đó, nên là Về giật mình cái phải tự tóc cứu là mình đi thôi nha cô gái giật cái tiền nó chắc nó chém chết quá, nữa, mình phải đi không có làm tiền mình nó kiếm tiền mình nuôi con lo cuộc sống của mình trước, không bạn phải trong nhà băng của bạn lúc nào cũng phải có 50.000 đô trở lên thì ok, chứ mà nhà băng của bạn less 10.000 đô hả, thì khi xảy ra bất cứ cái gì thất, ví dụ như shutdown down đi, chính phủ Mỹ shutdown down 2 tháng thôi là bạn chết ngất giật. liền. Đúng không? Làm gì thì làm phủ tiền đó, xe phải đầy xăng, túi phải đầy tiền, đó là như Nói vậy. quá à. Ngày xưa chị trải qua những cái cảnh này cho nên là chị biết, thật sự ngày xưa em Rồi chị bị dân rồi hả? Khổ vậy đó. Mạng của chị là dân 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 hết.